Vâng, xin chào bác, được biết kiến trúc sư nào. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu dòng đua cao cấp của Gian, model Gian TCR SL Compact. Thì đây những dòng Gian xe đua, một trong những dòng xe thể thao dòng Gian quốc tế. Đây là cái mẫu Gian TCR quốc tế bên em mới về, dòng Compact tốt SL. Như bác biết thì em đã giới thiệu bác những dòng xe đua với bên em về dòng Gian rất là nhiều. Trong đó những mẫu dòng tầm trung như OCR và mẫu có cao cấp hơn là dòng TCR. Thì TCR chia phân làm hai loại, một loại TCR thường và một loại TCR cao cấp hơn là dòng TCR FL. Thì đây là cái mẫu dòng TCR FL được làm từ bộ khung nhôm cao cấp Super Slide, được sử dụng rộng rãi trên những dòng xe đua cao cấp chuyên nghiệp siêu nhẹ. Và bây giờ xin mời các bạn vào những chiếc xe. Vâng, trước cùng mình bác, đây là cái mẫu dòng Gian TCR Compact SL, mẫu Gian quốc tế với cái tông màu chủ đạo là tông màu xanh rất là bắt mắt. Khung nhôm Alloy XSL Superline là siêu nhẹ quá nhá. Single là 1972, năm ra đời của năm sản xuất của dòng xe đạp Gian. Đây là cái mẫu dòng Gian phiên bản kỷ niệm. Như em đã từng giới thiệu qua các biết thì cái mẫu dòng Gian TCR cao cấp được sử dụng rất là rộng rãi trên thị trường xe đạp thể thao. Mẫu dòng nhôm Superline được sử dụng thường thấy trên những cái dòng xe đạp Gian cao cấp như Gian đạp Ram. Hay là những cái dòng xe địa hình cao cấp như XTC. Khung nhôm thôi, nhẹ ngang với carbon. Có độ cứng hơn carbon và rất là nhẹ. Tương đương 18/10 so với carbon. Chuẩn mẫu của dòng Gian TCR quốc tế, những phiên bản quốc tế. Đây, Gian Mexico.com, mẫu Gian quốc tế FL Superline. Cái dòng khung Superline, dòng TCR này bên em cũng rất là ít về. Đây là cái mẫu về đầu tiên, mẫu TCR Compact FL của Ford Ghi Đông ở con Trang Gương. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra. Bên phải em được sử dụng với bộ tay lắp cũng chính hãng của Tiagra. Bằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Tiagra. Càng composite, càng composite thôi nhá, càng carbon composite này, carbon này. Mayer của Shimano, Mayer Shimano A500, vành chính hãng của Shimano, vành nhôm hai lớp, sử dụng lốp trước và lốp Kenda 700x23C, 700x28C. Ở dưới thân ngũ còn mã vạch chính hãng của xe. Thì theo đánh giá thì cái mẫu dòng TCR Compact FL Superline, bác nào yêu thích những dòng xe nhôm thì đây là một trong những dòng xe được chọn các bác rất là tốt. Đây là cái mẫu nhôm siêu nhẹ đấy nhé, gần như tuyệt đối ngang carbon, độ cứng rất là cao. Một yên nhôm, yên chính hãng của Gian,
trên Yên nó cũng thông hơi thông chỗ bác cũng là với khoảng xe đằng sau đằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Kia Gra, bồi đĩa Shimano Kia Gra, gạt đĩa Kia Gra, củ đề Shimano Kia Gra, đằng sau sử dụng với cũng là Meyer Shimano A500, vành nhà Shimano A500. Càng carbon, càng carbon composite chính hãng của Gian, mẫu Gian Superline dòng SL nhôm xương nhẹ. Bây giờ xin nói nhá chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của khung xe là size 46 của size S, khi các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Chiều cao ngang khung là size 50. Cho trang bị với 10 tầng lip, sử dụng với bộ full bộ group Shimano Kia Gra lên lip này. Bên phải em sử dụng 2 tầng đĩa, chính đĩa lên đĩa, sơn thù vượt màu nhé. Vâng, các bạn ơi, anh đã tổng thể xong chiếc xe Gian cao cấp mẫu TCR dòng TCR SL Superline dòng nhôm siêu nhẹ nhé. Các bạn ưa thích cái dòng xe nhôm thì đây là cái mẫu nhôm cuối cùng của dòng TCR, sử dụng với bộ khung TCR Superline thuộc carbon, sử dụng full group chính hãng của Kia Gra, và xe rất tốt bên em là 11,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có thể liên hệ qua Zalo 0975 709 943. Lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn hẹn gặp lại chuyện ngày mai.